Trong chuyện ngày Đà Nẵng thực hiện ai ở đâu thì ở đó, tập trung lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện F0 tách ra khỏi cộng đồng để quản lý về điều trị, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm. Nguồn của Hà Sơn đã tổng lực lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đạt 107% kế hoạch. Đó là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành y tế và đặc biệt là ý thức tự giác chủ động phòng chống COVID-19 của mỗi người dân. Theo thống kê, qua 6 đợt xét nghiệm toàn diện Quận Ngũ Hành Sơn đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 163.485 lượt người, đại diện cho 153.248 lượt hộ gia đình trên địa bàn quận, đạt gần 107%. Trong đó, có nhiều gia đình có từ 1 đến 2 người đại diện tham gia lấy mẫu. Việc lấy mẫu được thực hiện theo từng khung giờ, đã được phân chia theo từng điểm lấy mẫu ở các khu dân cư, nên rất đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Tôi cũng yêu cầu bà con khi có lạnh đi lấy mẫu xét nghiệm thì bà con nên tự giác đi và tính tới bây giờ là cũng đã là lần thứ sáu thì cũng đã đầy đủ theo cái chỉ tiêu của trang đối với khu dân cư số bảy chúng tôi thì chấp hành tốt. Đặc biệt để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, người dân cả hộ thường trú và tạm trú, sinh viên, công nhân cùng với danh sách được thông báo đi lấy mẫu thông qua tổ dân phố, nhiều trường hợp đã chủ động liên hệ các đường dây nóng của địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 Nhiều gia đình đã tự giác đăng ký thêm người đại diện so với danh sách để xin được lấy mẫu xét nghiệm. Thông qua việc lấy mẫu, quận đã phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Từ đó, các địa phương nhanh chóng, chủ động triển khai giám sát, cách ly, điều trị, khoanh vùng xử lý dịch bệnh kịp thời, không để lây lan ra cộng đồng. Việc mà xét nghiệm Covid thì rất là cần thiết trong cái thời điểm này. Thứ nhất là để bảo vệ bản thân và thứ hai là bảo vệ cho những người thân trong gia đình mình cũng như cộng đồng. Hiện nay, Quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình theo kế hoạch số 159 của thành phố để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thì cùng với vaccine và 5K, thì ý thức của mỗi người dân chính là biện pháp hữu hiệu nhất.